Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi. Quý vị thân mến, gần sát ngày đưa ra xét xử thì vụ án drama của bà chủ Đại Nam càng trở nên bí hiểm hơn với hàng loạt đám phản diện. Có lẽ lo sợ nên chúng chơi trò trở cờ, đúng là đám lươn lẹo hết câu từ để nói. Trở lại với cái câu chuyện của siêu Nguyễn Phương Hằng, thì ai cũng biết rằng hiện tại là đang trong cái vòng điều tra của đám phản diện, chính vì thế mọi cái thông tin từ nhỏ tới lớn liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta chỉ biết được báo chí bên phía báo Công an Nhân dân, chứ còn hoàn toàn những cái thông tin ở bên phía luật sư CEO Nguyễn Phương Hằng hay là bên ông Dũng Lò Vôi thì không được tiết lộ, giữ bí mật để chuẩn bị trong vụ ra tòa sắp tới đây. Mặc dù hàng triệu khán giả và người dân cả nước đang mong chờ, nhưng chúng ta chỉ có thể biết được một số cái xa tất ở bên phía trợ lý của CEO Phương Hằng. Thế nhưng những tín hiệu vui gần đây đã cho chúng ta thấy nhiều hơn, đặc biệt là sau những tờ báo Công an Nhân dân đăng tải những thông tin liên quan chút đỉnh đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Nhưng phía phản diện ngược lại, đó là chúng có động thái lạ, đó là một số kẻ lươn bắt đầu trở cờ quay xe. Bây giờ gió đổi hướng, chúng bắt đầu tỏ ra đồng tình với những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nêu ra trước đó ở trong cái drama. Cụ thể là nhà báo Hàn Ni, Đinh Lan, giờ đây có vẻ đã biết sợ hay đã uống đúng thuốc đặc trị ngu dốt hay sao mà tỏ ra hiểu vấn đề. Giờ đây chúng bắt đầu tán dương bà Nguyễn Phương Hằng đã đúng, chẳng hạn như vấn đề sao kê tiền từ thiện, hoặc như một số phát ngôn của đám ca nghệ sĩ lăng băm, hay là những cái vấn đề mà siêu Phương Hằng đưa ra trong drama, thì dường như những kẻ mà trước đây công kích bà Nguyễn Phương Hằng rất là dữ dội thì bây giờ lại quay sang đồng tình với những gì mà siêu Đại Nam tố cáo. Có lẽ sắp tới đây, bà Phương Hằng tại ngoại, chính vì thế những tên gừng sĩ bẩn này đã run sợ, và cùng đúng thời điểm này họ lại đồng tình. Tại sao trước đây nhà báo hai mặt và đám lươn lẹo lại kịch liệt phản đối, và thậm chí là lôi cả công ty Đại Nam hù dọa bôi xấu để quậy phá, đặc biệt là chúng một mực chống phá quỹ từ thiện hàng hữu. Và thưa quý vị, những người chống phá đã bị người dân lên án rất dữ dội. Trong số tất cả những cái người mà trước đây là công kích bà Nguyễn Phương Hằng, thì trong đó không ai khác chính là đám ca nghệ sĩ Mr. Đờm, Trấn Thành, Hoài Linh, cô nhà báo hết thời Hàn Ni, một vài người nổi tiếng khác. Họ được cho là nhà báo hay là Facebooker nổi tiếng, và trong đó thì có một người được mệnh danh là hiệp sĩ, đó là Nguyễn Xin. Thì chắc quý vị cũng biết, nhờ cái drama của bà Phương Hằng thì người dân mới biết tường tận bộ mặt của chúng. Trong khi dạo gần đây thì chúng ta thấy có một số tín hiệu, thậm chí là cái thời hạn tạm giam của bà Nguyễn Phương Hằng chỉ còn đếm từng ngày nữa thôi. Nếu như vụ việc có chuyển biến thì có lẽ là trong vài ngày tới chúng ta sẽ biết. Cái điều đó được Nguyễn Xin đăng tải trong cái status thì chỉ có vài ngày nữa thôi là ngày phiên tòa xét xử bà Phương Hằng sẽ diễn ra. Trước đó thì Viện Kiểm sát Nhân dân Hồ Chí Minh đã gia hạn thêm 2 tháng theo yêu cầu của cảnh sát điều tra, nhưng sau đó đã rút ngắn. Vụ việc này từ thời điểm tạm giam bị can này đến nay hầu như chưa thấy tình tiết mới từ cơ quan điều tra, vẫn đang tiếp tục lấy lời khai điều tra mở rộng để xem có vai trò đồng phạm của một số cá nhân và các chủ kênh YouTube hay không. Câu chuyện mà Nguyễn Xin phát biểu như thế thì vô tình làm cho một số thông tin trước đó của những ai công kích bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng là có đồng phạm, đồng minh hay là giúp sức hay là có tổ chức gì gì đó rõ ràng là phủ nhận hết hoàn toàn. Tại sao các thời gian đầu, nhất là sau ngày 24 tháng 3, thì chúng ta thấy rất là nhiều những người không thích bà Phương Hằng đều lên tiếng nghi ngờ có tổ chức, nghi ngờ có đồng phạm này nọ. Tại sao lúc đó Nguyễn Xin không phán cái câu này, thấy rất là lạ. Và đến thời điểm này thì tại sao Nguyễn Xin lại viết một cái câu đầy ẩn ý như thế này? Bên cạnh đó thì Nguyễn Xin còn nói thêm sẽ tiếp tục gia hạn điều tra. Quý vị thân mến, trên đời dù có ra sao thì gia đình là nơi người ta mong chờ sự giúp đỡ nhất. Chính vì thế ông Dũng Lò Vôi là bức tường vững chắc nhất cho bà Nguyễn Phương Hằng. Không phải ngẫu nhiên, một người phụ nữ chân yếu tay mềm mà dám đương đầu với hàng loạt bọn gian tà, nào là nhà báo bẩn, luật sư bẩn, thậm chí cả lũ quan tham không từ thứ gì, trong một cái xã hội đầy dối trá và quỷ quyệt, chứ còn cái đám ăn hôi, bọn ăn chặn tiền từ thiện lươn lẹo thì không là gì với bà chủ Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng hiện nay cho dù bị bắt tạm giam hay gia hạn tạm giam thêm hay là gì đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì, bởi bà Phương Hằng xác định chơi khô máu với bọn
bọn lươn thì bà không sợ gì. Bà lại đại gia có cả núi tiền và nhất đằng sau còn có ông Huỳnh Uy Dũng là chồng bà. Có khi ở trong trại tạm giam còn an toàn và hứng thú hơn là so ở với ngoài như bọn lăng băm lừa bịp. Ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ, nhưng dù nói thế nào thì tên Phan Văn Mãi hay Lê Hồng Nam và cái đám ca nghệ sĩ chắc chắn sẽ trả cái giá thật đắt. Bởi đã gieo thì phải gặt, đó là điều chắc chắn. Chính quyền nhà nước là tổ chức quản lý nhân dân, nhưng một khi tổ chức không làm tốt nhiệm vụ thì sẽ bị đào thải. Bởi nhiều phiên tòa bị kết án sai và rất nhiều người bị oan sai trong hệ thống pháp luật tại Việt Nam. Đừng nói là tội 331 là một minh chứng, mà ngay cả tội hình sự cũng vô số oan sai. Nhiều người bị tử hình oan, nhiều người tù oan hàng chục năm, nhiều người kêu oan hàng chục năm, nhiều tử tù kêu oan hàng chục năm, nên chẳng dám hành quyết được, điển hình như là vụ tử tù Hồ Duy Hải. Cho nên chúng ta vẫn phải đấu tranh bền bỉ, chứ không bao giờ bỏ cuộc. Thưa quý vị, giờ đây, nhiều người dân và cộng đồng mạng tự hỏi rằng không biết ngày xét xử Siêu Phương Hằng, liệu tòa án có triệu tập được tên nam ca sĩ lươn lẹo, lưu manh, bịp bợm Đàm Vĩnh Hưng hay là không? Một người quá là lì lợm. Như chúng ta đã biết, trong một thời gian dài, cơ quan điều tra Thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc như thế nào khi mới đây hiện nay người dân cả nước đều biết chắc chắn là cơ quan chức năng đã làm đúng với pháp luật nhà nước, thế nhưng không đúng với người dân. Vì dân không hề biết việc nhà nước đang làm là làm cái gì, điều tra cái gì. Một năm qua không xác minh, không điều tra được câu chuyện cãi nhau giữa những người phụ nữ hay sao. Không biết mấy ông điều tra viên không hiểu tiếng Việt, hoặc là lương tâm của mấy ông điều tra nó cũng ngoằn ngoèo như cái đám ca nghệ sĩ bẩn. Nếu như vậy thì chuyện bà chủ Đại Nam Siêu Phương Hằng sai phạm là đúng, không cần điều tra nữa, hay là tuyên án đi. Hãy bắt đi cải tạo đi cho nhân dân cả nước thấy quyền lực luật pháp của chính quyền là như thế nào. Chuyện này thì khán giả phần đông không biết về luật nên không hiểu biết gì về luật pháp, nhất là trong chuyện gia hạn tạm giam 5 lần 7 lượt. Mà khán giả thì không có dám ý kiến gì, ngoại trừ những khán giả có hiểu biết về pháp luật. Nhưng gì thì gì, khán giả vẫn luôn tin là cơ quan chức năng đã tuân thủ đúng với pháp luật. Mặc dù khán giả không học về luật như những người làm luật, nhưng với cái bản năng hiểu biết tự nhiên của một con người và cộng thêm đó là sự chỉ bảo dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, nên tất cả khán giả biết rất rõ những việc làm nào là xấu, là vi phạm đạo đức của chính bản thân mình và cả pháp luật. Chẳng hạn như việc làm của tên Võ Hoàng Yên kéo dài suốt 14 năm qua với lời tự xưng là thần y tái thế, nên suốt đời chỉ lo tu tập học nghề chữa bệnh để cứu người giúp đời, không đam mê sắc dục. Rồi ước muốn có những vùng trồng cây thuốc nam rộng lớn, rồi ước muốn có đất có tiền xây dựng nhiều ngôi chùa để các thầy có nơi truyền bá đạo Phật và Phật tử có nơi thờ cúng kinh kệ để hướng trọn cái tâm về Phật. Rồi đến chuyện nghệ sĩ đứng ra đưa tên tuổi để kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng mà yểm lại và chuyển số tiền ấy đi lòng vòng khắp nơi. Nào là quảng cáo cho những sản phẩm giả độc hại, quảng cáo cho những sản phẩm là độc hại biến thành những sản phẩm thần thánh, rồi tự nhiên nhảy vào binh vực người có việc làm xấu đến cùng. Những việc làm kể trên, tên Lăng Bam Yên và đám ca nghệ sĩ bẩn suốt chục năm qua, khán giả chúng ta luôn yêu thương và tôn vinh họ là thần tượng, và có rất nhiều khán giả thần tượng họ hơn cả ông bà cha mẹ mình. Và rồi khi những việc làm trên bị lột trần phanh phui thì té ra họ làm tất cả những việc này chỉ đều với mục đích là lừa đảo tiền bạc của khán giả. Những việc làm của số đông người này, khán giả dám khẳng định là đã vi phạm đạo đức của chính bản thân họ và cả vi phạm đến pháp luật. Còn chuyện vi phạm pháp luật nặng hay là nhẹ, điều ấy khi cơ quan vào cuộc làm rõ, lúc đó khán giả mới biết mà thôi. Về số tiền những người này lừa đảo, khán giả ước mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm để làm rõ, và nếu như có lừa đảo thì hãy thu hồi lại số tiền này sớm để làm những việc thiện khác. Chứ nếu trễ quá họ có thể sẽ tẩu tán và sử dụng số tiền ấy với những mục đích không tốt đẹp gì, điển hình như tên Lăng Bam Yên. Thưa quý vị, trong thời gian tới đây, nếu như Siêu Phương Hằng bị kết án thì đám ca nghệ sĩ như là Hề Lũ 14, tên cắt tóc rái tai, Mr. Đờm, Vio, Thủy Tiên, Hàn Si sẽ được gì? Liệu chúng có được tiếng thơm hay không? Sau thời gian dài tạm giam để điều tra đối với Siêu Phương Hằng, thì phía công an cũng đã hoàn tất hồ sơ, nhưng không hiểu sao lại cứ không ra tòa 5 lần 7 lượt, và cái quyết định ngày 1 tháng 6 ra tòa đã khiến cho người dân, fan yêu mến Siêu Phương Hằng vỡ òa trong sung sướng. Quả thực là những gì bà Phương Hằng phạm phải, không có gì khác ngoài vài ba câu chửi bới trên mạng, khác với những tội trạng kinh khủng nào đó mà vài người đã thiêu dệt nên. Nói về chửi bới trên mạng đến bao giờ cho hết,
từ chửi nhẹ chửi nặng đến đánh nhau, thậm chí là án mạng xảy ra. Nhưng trong câu chuyện của bà Phương Hằng thì mới chỉ là chửi trên mạng, chửi qua chửi lại. Tại sao bà ấy lại bị xếp vào tội phạm nghiêm trọng với vài buổi livestream? Có thể suy đoán rằng đó là vì mức độ phổ biến của thông tin bà truyền tải ra. Thực chất thì những thông tin ấy đơn giản chỉ là trích lại từ báo chí, từ tin tức trên mạng hay chỉ là một